Ba La Mã luận về pháp hành. Một nhỏ, liên hệ pháp hành với tứ thánh đế. A nhỏ, khổ đế, Dukkha Sakcha. Trong mỗi oai nghi, chúng ta thấy khổ, đó là khổ thọ và hành khổ. Cả hai đều là khổ đế, tức danh sắc là khổ. B nhỏ, tập đế, Samudaya Sakcha. Ái là nhân sanh khổ. Trong khi tỉnh thức với sắc ngồi vân vân, trong sát na hiện tại, tuệ minh sát nảy sanh và hành giả có thể diệt được tà kiến, cho rằng chính ta đang ngồi, tức là diệt thân kiến. C nhỏ, diệt đế, Nirodha Sakcha. Phiền não càng giảm thiểu, hành giả càng gần đến sự diệt khổ hơn. Sự diệt này có thể là nhất thời đoạn diệt như trong sát na hiện tại, hoặc diệt đoạn tuyệt như trong sự giác ngộ viên mãn. Nếu ái diệt thời khổ diệt, bởi vì ái là nhân sanh khổ, khi nhân diệt thời quả khổ cũng diệt. Như vậy có trí tuệ thiền tuệ theo dõi thấy rõ biết rõ chứng ngộ tứ thánh đế. Sự kiện này tùy thuộc vào năng lực của tâm đạo. Tâm đạo chính là cái sát trừ phiền não. D nhỏ, đạo đế, Magga Sakcha. Trong khi chánh niệm và oai nghi như là sắc, trong sát na hiện tại, chúng ta cũng đồng thời tu tập giới, định, tuệ, được xem là bát thánh đạo hay đạo đế. Càng nhận rõ khổ bằng trí tuệ, chúng ta càng tu tập bát thánh đạo nhiều hơn vậy. Hai nhỏ, các loại khổ trong pháp hành Vipassana. Đối với sắc, có hai loại khổ là khổ thọ và hành khổ. Thọ khổ là sự khó chịu, đau nhức nơi thân. Hành khổ là cái đau đang diễn biến hay đang được chữa. Khổ này khó thấy hơn khổ thọ. Đối với danh sắc, cũng có hai loại là khổ tướng. Đây là đặc tánh của danh sắc. Và khổ đế là cái khổ cố hữu. Khổ thọ là cái khổ thông thường, như được cảm giác trong các oai nghi. Người hành thiền cần phải quán khổ thọ trước, bởi vì nó dễ thấy và lúc nào cũng hiện hữu trong bốn oai nghi. Khi hành giả nhận rõ khổ, hành giả sẽ nhận ra danh sắc bị khổ thọ này buộc phải thay đổi oai nghi suốt ngày vậy. Hành khổ là cái khổ được mang qua oai nghi mới do buộc phải thay đổi từ oai nghi cũ. Hành khổ này cũng gồm các hoạt động khác cần phải làm suốt ngày để duy trì thân thể, như là ăn uống, thở vào, thở ra, vân vân. Khổ tướng là những đặc tánh của danh sắc. Chúng có cùng những đặc tánh như mọi hiện hữu là vô thường, khổ, vô ngã. Loại khổ này chỉ có thể nhận ra bằng tuệ minh sát. Tam tướng hay ba đặc tánh được thấy rõ ở tuệ thứ tư trong 16 tuệ minh sát là sanh diệt tuệ. Khổ đế là thánh đế thứ nhất trong tứ thánh đế. Khổ đế ở đây là danh và sắc. Khi khổ đế được chứng ngộ, các phận sự khác của tứ thánh đế cũng được chứng ngộ. Ba nhỏ, những vấn đề cần biết. Một, ngã kiến phiền não thường lẻn vào ở đâu? Ngã kiến phiền não lẻn vào qua danh, tức cảm giác. Như khi hành giả đang ngồi và danh cảm giác rằng chính ta đang ngồi hay tự ngã của ta đang ngồi. Hành minh sát là để nhận ra sự thật rằng đó chỉ là sắc ngồi. Hành giả cần phải có tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác mới thấy được rằng sắc đang ngồi. Hai, cái gì biết đó là sắc ngồi? Ba danh, tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác biết được đó là sắc ngồi. Ba, mục đích của việc tỉnh thức về bốn oai nghi này là gì? Tiêu diệt tà kiến ta đang ngồi, đang đứng, vân vân, và điều này chứng minh rõ lý vô ngã. Khi sắc ngồi có sự đau nhức, chúng ta có thể thấy rõ khổ.
Khi khổ buộc sắc phải thay đổi thì đó là vô thường. Vô thường nghĩa là chúng ta không thể ở yên trong một oai nghi nào đó quá lâu. Lại nữa, khi chúng ta biết sắc ngồi, tức thấy vô ngã, tự động chúng ta sẽ nhận ra hai đặc tánh khổ và vô thường bằng trí tuệ thẩm nghiệm. 4. Tại sao chúng ta phải theo dõi cái đau từ oai nghi cũ sang oai nghi mới, chẳng hạn từ sắc ngồi qua sắc đứng? Khi sắc ngồi có sự đau nhất, hành giả phải ghi nhận rằng sắc ngồi khổ. Khi chuyển sang sắc đứng, cái đau ý phải được theo dõi để nhận ra rằng sắc đứng cũng vẫn khổ. Khi cái đau được chữa, hành giả có thể thấy ra rằng oai nghi mới là để chữa khổ, và điều này sẽ ngăn chặn phiền não không thích đối với oai nghi cũ hoặc thích thú với oai nghi mới. Sở dĩ phiền não được ngăn chặn là vì lúc này chúng ta biết rằng không có chúng ta trong oai nghi cũ hoặc mới, chỉ có sắc ngồi, sắc đứng, vân vân mà thôi. Khi hành giả có tác ý chân chánh như vậy, hành giả sẽ nhận ra là không có một sắc nào là lạc cả. Nhờ thường xuyên thay đổi oai nghi với tác ý chân chánh, hành giả còn nhận ra sự thật rằng bốn oai nghi luôn che án thực tánh khổ. 5. Tại sao chúng ta nói sắc ngồi, sắc đứng? Bởi vì trong mỗi oai nghi sắc không giống nhau, nghĩa là sắc ngồi là một sắc, sắc đi là một sắc khác, vân vân. Ngay cả danh biết sắc ngồi cũng khác với danh biết sắc đi, vân vân. Sở dĩ có điều này là vì danh và sắc sanh diệt trong từng sát na, do vậy chúng không bao giờ giống nhau. Sự hiểu biết này sẽ giúp hành giả thấy rõ bản chất của nguyên khối tưởng, thường dẫn đến tà kiến cho rằng danh sắc là ta, là tự ngã của ta. 6. Những câu hỏi hành giả có thể tự vấn: sắc ngồi là thường hay vô thường? Sắc ngồi là vô thường. Làm sao để biết? Bởi vì khổ buộc sắc phải thay đổi thường xuyên. Chúng ta có cái gì khiến cho phải khổ? Chúng ta có danh và sắc. Danh là thường hay vô thường? Vô thường. Làm sao biết được? Danh không thể trú lâu trên một đối tượng bao giờ, phóng tâm sẽ phát sanh. Danh có khổ hay không? Khổ. Làm sao để chứng minh có khổ trong danh? Nó không thể ở yên một chỗ nên là khổ. Danh và sắc luôn luôn vô thường và khổ, do đó nó không có tự ngã. Vì không có tự ngã nên không bị kiểm soát, chính vì thế mà nó không phải là chúng ta. Khi hành giả nhận rõ điều này, hành giả thấy được pháp. Pháp mà hành giả thấy đó là khổ. Chính khổ này dẫn đến khổ đế. Khổ đế là thánh đế tuyên bố rằng ta không thể nào chữa được khổ trong danh và sắc. Dĩ nhiên là ngoại trừ việc chữa tạm thời. Cả danh và sắc đều sanh diệt một cách nhanh chóng, và chúng ta không thể nào thay đổi được điều này. Cái gì được xem là sắc ngồi? Toàn bộ oai nghi hay cách chúng ta ngồi là sắc ngồi? Cái gì quán oai nghi ngồi? Ta không quán oai nghi ngồi, mà ba danh tinh tấn chánh niệm tỉnh giác quán. Bốn nhỏ: khảo sát danh và sắc. Điều quan trọng mà hành giả cần hiểu ở đây là danh hay sắc phải luôn luôn là đối tượng của pháp hành. Nếu không có danh hay sắc thường xuyên làm đối tượng của sự tỉnh thức, thì dù có tinh tấn đến đâu, hành giả cũng không thể thành công. Tuy nhiên, pháp hành sẽ không đến nỗi quá khó nếu như hành giả hiểu rõ những nguyên tắc thực hành. Cần phải khảo sát danh sắc kỹ lưỡng trước khi thực hành. Như vậy, hành giả sẽ dễ dàng nhận ra cái gì là danh, cái gì là sắc. Cũng giống như việc đọc chữ, người học trò cần phải biết các mẫu tự ABC, vân vân thì mới có thể đọc được. Hành giả cũng vậy, phải biết danh và sắc trước thì mới có thể hành đúng được. Nếu chúng ta không có danh hay sắc làm đối tượng liên tục trong pháp hành, chúng ta sẽ hành với ý niệm rằng ta khổ, chẳng hạn
và như vậy sẽ không thể nào loại trừ được ngã kiến. Năm nhỏ định Samadhi. Trong pháp hành này, nếu có quá nhiều định là điều không tốt. Đôi khi trong oai nghi ngồi, hành giả chỉ biết oai nghi ngồi mà không biết sắc ngồi. Hoặc trong một vài trường hợp, có hành giả thậm chí còn không nhận ra oai nghi mà mình đang sử dụng nữa. Điều này là do định tâm thái quá. Để giảm thiểu tâm định này, một vài hoạt động linh hoạt được xem là rất hữu ích. Chẳng hạn như làm các công việc, đi thật nhanh hay chạy cũng được, vân vân. Trong mọi trường hợp, nếu có quá nhiều tâm định ở bất cứ oai nghi nào thì nên thay đổi oai nghi ấy. Đề cập đến định, thiền sư Achan Nae nói: định nào lấy niệm xứ làm đối tượng, định ấy sẽ không dẫn đến tham, bởi lẽ nó đưa đến trí tuệ, tuệ chứng ngộ khổ. Đây là cách duy nhất để biết xem pháp hành của mình có đúng hay không. Định nào làm cho ta an lạc không phải là niệm xứ, bởi lẽ định ấy không thanh tịnh mà bị ô nhiễm với phiền não. Mặc dù nó tạo ra lạc, song nó không quỷ diệt điên đảo tưởng. Loại định đó gọi là hành uẩn, và như vậy là một phần của ngũ, là danh sắc, và không thể diệt khổ, tức là không thể đạt đến niết bàn. Niết bàn cũng là danh, nhưng thường và lạc, bởi vì niết bàn nằm ngoài năm uẩn. Sát na tâm đạo ngắn ngủi đó là niết bàn, do vậy không có thọ. Có khi hành giả thiên quá về định, đến nỗi mất đi cảm giác biết được rằng sắc đang ngồi. Mặc dù vậy, họ vẫn nghĩ rằng họ cảm nhận được sắc ngồi, bởi vì họ thiếu sự quán sát pháp hành để cho họ biết rằng sắc ngồi không còn được cảm nhận nữa. Giả lại, nếu không có sự quán sát pháp hành, hành giả có thể cảm giác khổ nhưng không nhận ra đó là sắc ngồi có khổ. Người ấy sẽ nghĩ rằng chính anh ta đang cảm thọ khổ. Như thế vô tình họ đã thực hành với ý niệm ta ngồi, ta khổ, vân vân. Và chắc chắn không thể nào loại bỏ được tà kiến về tự ngã, tức thân kiến. Trước tiên hành giả sẽ biết sắc ngồi với tác ý chân chánh. Kế đến, hành giả quán sát sắc ngồi với ba danh tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác, hay nói gọn là yoga vachara. Khi đau nhức phát sanh, yoga vachara biết đó là sắc ngồi khổ. Khi thực hiện việc thay đổi oai nghi, tác ý chân chánh biết sự thay đổi là để chữa khổ, và tác ý này sẽ ngăn chặn tham và sân không cho xen vào trong lúc thay đổi oai nghi. Sáu nhỏ, phóng tâm, Uttacca. Một trong những nguyên nhân sanh phóng tâm là có quá nhiều tinh tấn. Nhiệt tâm quá mức này khiến cho hành giả xua đuổi phóng tâm và làm cho nó trở nên tệ hại hơn. Phóng tâm là danh, phóng tâm là thực tánh, và cũng là một đối tượng nằm trong pháp tùy quán của tứ niệm xứ, bởi vì nó là vô thường, khổ và vô ngã. Phóng tâm dạy cho ta biết rằng danh nằm ngoài sự kiểm soát, tức vô ngã. Mục đích của pháp hành minh sát là nhằm tiêu diệt tham sân với tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác. Nếu hành giả thích định, đó là tham. Nhưng nếu hành giả không thích phóng tâm khi nó phát sanh chỉ vì nó không phải định, điều đó tạo ra sân. Trong cả hai trường hợp, hành giả đều không thể tiêu diệt tham và sân. Vì thế, đối với phóng tâm, không nên có thái độ thích hay không thích. Hành giả thực hành minh sát là để phát triển thiện pháp Kusala, nhưng thay vào đó lại gạt bất thiện pháp Akusala, bởi vì đã khởi tâm sân với phóng tâm. Sự sân hận này là do thiếu trí tuệ, đặc biệt là tác ý chân chánh. Tác ý chân chánh biết phóng tâm là danh, phóng tâm là thực tánh, bởi vì nó vô thường, khổ và vô ngã. Phóng tâm nảy sanh là vì ba danh quán sát không còn ở trong sát na hiện tại. Khi hành giả nhận ra phóng tâm là danh, tức tâm sở, nó sẽ biến mất và ba danh sẽ trở lại với sát na hiện tại. Đừng theo dõi câu chuyện, tức dòng suy nghĩ của phóng tâm. Nếu không, phóng tâm này sẽ dẫn hành giả đi càng lúc càng xa khỏi sát na hiện tại.
Nếu hành giả biết câu chuyện là hành giả đã không có sự tỉnh thức. Nếu hành giả có sự tỉnh thức, hành giả sẽ không biết câu chuyện, chỉ đơn giản nhận ra nó là phóng tâm, và tâm sẽ tự động trở lại với sát na hiện tại. Khi hành giả trở lại với sát na hiện tại, hành giả sẽ thấy sắc ngồi rất rõ. Được như vậy là vì lúc này hành giả không phải cố gắng để thấy sắc ngồi, do không có phiền não. Đây là tâm có chánh niệm, tỉnh giác hay sự tỉnh thức, và cần được duy trì, song không nên cưỡng buộc. Việc thực hành này là để quán danh sắc như một khán giả, không nên cố gắng thay đổi hay kiểm soát chúng. Sau khi đã có kinh nghiệm nhiều hơn trong pháp hành, con dưỡng tâm tức tâm lang thang sẽ trở nên thuần hóa, và hành giả sẽ trú trong sát na hiện tại thường xuyên. Lúc ấy, việc bắt cảnh hiện tại hay sát na hiện tại sẽ dễ dàng hơn đối với hành giả. Bảy nhỏ, phần linh tinh. Bệnh hoạn không phải là chướng ngại cho việc thực hành, nhưng có khả năng hành giả sẽ không cảm nhận được sắc ngồi bởi vì quá đau. Hành giả lúc này chỉ nên quán cái đau, bỏ qua oai nghi và nhận ra rằng sắc thân là khổ. Đó là khổ đấy. Hơn nữa hành giả cũng có thể thấy ra rằng sắc là vô ngã, vì nó không thể kiểm soát được. Làm thế nào để hành giả biết được khi tâm có chánh niệm, tỉnh giác khởi sanh trong sát na hiện tại? Khi tâm có chánh niệm, tỉnh giác, nó sẽ biết các oai nghi. Đây là nhiệm vụ của chánh niệm. Tâm biết rằng oai nghi đó là sắc ngồi, vân vân. Đây là nhiệm vụ của tỉnh giác. Khi sati, sapajanya, chánh niệm tỉnh giác quá mặt, sẽ không có những trạng thái trạo cử, hối quá, không có những trạng thái bất an và chán nản đối với pháp hành. Nếu hành giả thiếu tinh tấn, kết quả sẽ là lười biếng hoặc không chú tâm đến pháp hành. Thiếu tinh tấn là do ít hiểu biết về pháp hành, không có khả năng thấy khổ và sự cần thiết của việc loại trừ phiền não, kilesa, đồng thời cũng không có khả năng để thấy rằng chúng ta có thể chết bất cứ lúc nào, cần phải tận dụng thời gian mà chúng ta có để hành thiền. Ở đây, hành giả nên nhớ rằng Đức Phật đã để lại di sản giáo pháp cho chúng ta. Pháp đó là Satipatthana, tứ niệm xứ. Do đó, chúng ta phải tận dụng mọi cơ hội để thực hành nó trong kiếp sống này. Hành giả sơ cơ cũng phải nhớ rằng pháp hành này là thiện pháp tối cao, diệt trừ các phiền não. Nó có thể cần rất nhiều thời gian. Sở dĩ gọi là thiện pháp tối cao vì nó sẽ đưa hành giả đến chỗ giải thoát khổ. Và dĩ nhiên, điều đó không phải dễ. Hành giả cũng không nên vội vã, mong chóng có kết quả. Bởi vì phần đông hành giả trước đây đã từng hành không đúng, nên cần phải có thời gian để phát triển pháp hành theo đúng chánh pháp. Bốn La Mã. Kết luận. Pháp hành đúng sẽ dẫn đến kết quả đúng. Pháp hành đúng tùy thuộc vào trí tuệ và những thiện pháp đã tích lũy đời trước. Điều quan trọng trong pháp hành này là làm sao thay đổi được tà kiến cho rằng danh sắc này là ta, là tự ngã của chúng ta. Nếu hành giả không thể chuyển đổi được tà kiến này thì khó có thể đạt đến tuệ thứ nhất, tức tuệ phân biệt danh sắc. Và không có tuệ thứ nhất thì không thể phát triển 16 tuệ minh sát và chứng niết bàn được. Khi hành đúng và có kết quả, hành giả sẽ tự biết, cũng giống như việc nếm đường. Bạn không cần người thầy bảo cho bạn biết vị đường là như thế nào. Trong thời đại này, con người nặng về tham ái và yếu về trí tuệ. Nó là vậy bởi vì đây là kỷ nguyên vật chất dành cho tất cả mọi người, không phải chỉ có vua chúa mới hưởng được như ngày xưa. Những phương tiện kỹ thuật hiện đại bủa vây chung quanh làm chuyển hướng tâm chúng ta. Người mới bắt đầu hành thiền nếu có ý nghĩ rằng ta rất thích hành thiền và chắc chắn sẽ sớm thấy pháp, người ấy sẽ thất bại. Họ thất bại là vì phiền não có sức mạnh hơn, do đã tích lũy lâu đời trong họ, mà việc thực hành thiền là một quá trình gạn lọc từ từ. Người muốn loại trừ phiền não trong tâm cần phải hành đúng chánh pháp
để diệt trừ phiền não, và đồng thời cũng phải hiểu pháp hành qua việc nghiên cứu những lời dạy xác đáng của Đức Phật. Không hiểu chánh pháp và pháp hành đúng để đoạn tận khổ, ta không thể chứng niết bàn được. Thiền sư Ajahn Nae nói rằng, việc thực hành Vipassana này rất khó, khó hơn cả việc đi trên dây nữa. Nếu hành giả rơi xuống, hành giả phải tiếp tục đứng dậy và cố gắng mãi cho đến khi thành công. Đây là nhiệt tâm tinh tấn, hỗ trợ trực tiếp cho chánh niệm tỉnh giác, trú trong sát na hiện tại. Việc duy trì trung đạo, không tham cũng không sân, sự quân bình này đòi hỏi rất nhiều cố gắng thận trọng. Nó quả thực là khó, nhưng không phải không thể, nếu hành giả thật sự muốn đoạn tận khổ. Ít người giữa nhân loại đến được bờ bên kia, số người còn ở lại xuôi ngược chạy bờ này. Những ai hành trì pháp theo chánh pháp khéo dạy sẽ đến bờ bên kia, vượt ma lực khó thoát. Kẻ trí bỏ pháp đen, tu tập theo pháp trắng, bỏ nhà sống không nhà, sống diễn ly khổ lạc, hãy cầu vui niết bàn. Bỏ dục không sở hữu, bậc trí tự rửa sạch, cấu úy từ nội tâm. Những ai với chánh tâm khéo tu tập giác chi, từ bỏ mọi ái nhiễm, hoan hỷ không chấp thủ, không lậu hoặc sáng chói, sống tịch tịnh ở đời. Thamapada 85-89.